Nếu bạn đang áp dụng nhiều cách giảm cân mà mãi không thành công, trong khi xung quanh bạn ai cũng thành công, thì có thể bạn đang áp dụng không đúng cách giảm cân đấy nhá. Có rất nhiều nghệ sĩ Việt đã áp dụng những cách giảm cân thành công mà bạn có thể học hỏi theo để cho vóc dáng của mình thêm gợi cảm hơn nhá. Blog đẹp vừa tổng hợp lại đến bạn những cách giảm cân của nghệ sĩ Việt và muốn chia sẻ đến các bạn ngay trong video này. 1. Cách giảm cân của sao Việt Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ Việt có cách giảm cân giữ dáng rất là hiệu quả. Bạn có thấy thân hình siêu gợi cảm của Hồ Ngọc Hà hay không? Hồ Ngọc Hà sinh đôi vào tháng 12 năm 2020 và giảm cân sau sinh thành công chỉ trong 1 tháng. Và ngay khi trở lại showbiz, Hồ Ngọc Hà đã có vóc dáng như ý trước khi mang thai. Và ngay lập tức thì nhiều người đã hỏi bí quyết giảm cân của Hồ Ngọc Hà để có thể học hỏi. Cách giảm cân của ca sĩ Việt này khá là đơn giản, chỉ là áp dụng thực đơn giảm cân không tinh bột. Cách giảm cân của Hồ Ngọc Hà thì chú trọng đến việc hạn chế tinh bột trắng. Để giảm cân thành công, bạn nên ăn những loại thực phẩm lành mạnh kết hợp với nhiều loại rau củ, chia nhỏ từng bữa ăn, ăn đúng bữa, đúng giờ và tập luyện yoga đều đặn. 2. Thực đơn giảm cân của Minh Hằng. Bạn còn nhớ bộ phim Gọi giấc mơ về mà Minh Hằng từng đóng hay không? Thời điểm đấy có ai ngờ rằng cô bé học sinh đấy lại có thân hình siêu gợi cảm hiện nay hay không? Cách giảm cân của Minh Hằng cũng được rất nhiều người học hỏi và thành công đấy nhá. Cách giảm cân của Minh Hằng thì áp dụng theo quy tắc uống đủ 2 ly nước trên một ngày, không uống nước ngọt. Đặc biệt, đa số cách giảm cân của nghệ sĩ Việt đều cắt giảm tinh bột, chú trọng đến rau củ luộc, thịt bò và cá để chế biến cho thực đơn ăn kiêng giảm cân hàng ngày. Ngoài ra, Minh Hằng giảm cân như thế nào còn có sự đóng góp rất lớn trong việc vận động đốt cháy mỡ thừa. Minh Hằng từng chia sẻ cách giảm cân hiệu quả là nhờ chạy bộ hàng ngày ở trên máy chạy bộ. Hãy thử cách giảm cân của Minh Hằng xem có hiệu quả với bạn không nhé! 3. Bí quyết giảm cân của Văn Mai Hương. Thổ mới vào nghề thì ca sĩ Văn Mai Hương có một thân hình tròn trịa nên cũng khá nhiều lần khán giả lên tiếng về thân hình không cân đối của Văn Mai Hương. Tuy nhiên, Văn Mai Hương lại là một trong những nghệ sĩ Việt Nam mà giảm cân thành công khi xuất hiện vóc dáng mảnh mai khác hẳn trong quá khứ. Vậy thì cách giảm cân của Văn Mai Hương là gì? Cách giảm cân của Văn Mai Hương rất là khoa học, như là tập gym 2 tiếng mỗi ngày, uống nhiều nước, tăng cường chất xơ, các loại nước ép, thanh lọc cơ thể. Khi áp dụng cách giảm cân khoa học này thì Văn Mai Hương góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ Việt giảm cân thành công nhất khi đã giảm hơn 10kg. 4. Cách giảm cân của sao Việt Khởi My. Thời điểm Khởi My tăng cân nghiêm trọng nhất là khi cô chạm ngưỡng 60kg. Tuy nhiên, Khởi My là nghệ sĩ giảm cân thành công nhất khi đã giảm được 10kg. Cách giảm cân của Khởi My cũng được cô chia sẻ với fan và khán giả để mọi người cùng tham khảo. Khởi My cho cách giảm cân khoa học và bài bản. Khởi My ăn đủ 3 bữa trên một ngày, gồm những món đậu, rau củ, trứng gà, thịt lợn thăn, đậu Hà Lan, đậu đen, xà lách, măng tây, v.v. với rất nhiều cách chế biến để phù hợp khẩu vị. Đặc biệt, cách giảm cân của Khởi My cũng thiên về vận động để đốt cháy mỡ thừa bằng cách chạy bộ, bơi lội, gập bụng, tập vũ đạo, v.v. 5. Cách ép cân nhanh nhất trong một tuần của Nhã Phương. Nhã Phương từng thành công khi ép cân siêu tốc chỉ trong vòng một tuần. Nhã Phương vừa có vóc dáng khá là mảnh mai và gợi cảm nên thường xuyên nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Có rất nhiều nhãn hàng thì muốn Nhã Phương tăng cân, nhưng mà ngay khi dự án kết thúc, Nhã Phương ép cân thành công để trở về với vóc dáng thon gọn ban đầu. Cách ép cân nhanh nhất của Nhã Phương đã giúp cô giảm 4kg chỉ trong 4 ngày do áp dụng cách giảm mỡ kiểu Mỹ có tên là General Motors GM. Chế độ ép cân của Nhã Phương tập trung ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước trên một ngày và hạn chế đường, tinh bột. Và bạn thấy đấy, những cách giảm cân của nghệ sĩ Việt không quá khó để áp dụng. Đa số cách giảm cân của sao Việt đều chú trọng đến giảm cân khoa học và có chế độ ăn uống và tập luyện giảm cân hợp lý. Những phương pháp giảm cân của nghệ sĩ Việt vừa giúp giữ được thân hình cân đối, lại vừa đảm bảo sức khỏe để có thể làm việc. Bạn hoàn toàn có thể học hỏi cách giảm cân của nghệ sĩ Việt mà blog đẹp vừa giới thiệu ở trên nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn lại các bạn trong video ngày mai nhé.